hẳn phải thay đổi rất nhiều. Cho từng vai diễn, từ cân nặng đến ngoại hình, và nhờ vậy hẳn thành công. Hẳn nhờ cho thay đổi là tốt, thế là hẳn thay đổi luôn cả dầu gội chỉ gò. Minh Hằng đã thấy Head & Shoulders thật sự khác biệt, lại gầu tốt hơn chỉ trong một lần gội. Thấy chưa? Hằng đã thay đổi đúng, giờ thì đến được bạn. Head & Shoulders.